Sắp tới Noel rồi, sắp tới Noel rồi. Em làm cái thông Noel màu trắng trước nha. Khi mà lên điện thì xem nó có xinh không nha. Xè mấy cái cánh của nó ra. Cái cây này thì em mua năm ngoái, cho nên là nó khi mà em cất nó đi á thì nó vẫn còn mấy cái này, nó vẫn còn mấy cái chậu này nè, cho nên là em để nó luôn, em không có tháo nha. Tí nữa em sẽ bắn keo vô xì cho nó đều. Xong mình lại xè nó, kéo mấy cái cọng này ra tiếp. Nào mình thưa quá thì mình kéo mấy cái này xích qua, cái hai bên nó cân đối với nhau á. Em sẽ kéo cái phần này xuống, xè hai cái cánh của nó ra tiếp, lấy một cái phần này em gắn lên trên, đó, kéo xuống. Nhà em nhỏ nên em chơi cây nhỏ nha, tới tới cho nó đẹp. Em sẽ kiểm tra nó xem những cái cây này nó có đều chưa, mình sửa nó lại. Bành cái cây nó ra xong rồi nha mọi người. Giờ em sẽ thiết kế nó, em sẽ trang trí nó ở phía sau đây. Em sẽ dùng cái sợi dây này, sau đó em sẽ quấn vòng quanh của nó nha. Giờ em sẽ đi xa xa xem là em vấn cái này đẹp chưa nha. Được không ta? Em thấy nó cũng tạm ổn thôi nha mọi người. Cũng khá là ổn. Giờ em sẽ trang trí cái phần tiếp theo. Đợi cái keo này nó nóng rồi thì mình bắn nó nha. Mình sẽ dán những cái hộp quà này vô. Dây này nó bị xích ra rồi, mình sẽ cột nó lại.
Còn thêm mấy cái nữa là xong được cái này. Tiếp tục em sẽ gắn cái hai cái con nai này vô nha. Bây giờ mình sẽ đi dây đèn nha mọi người. Wow, mình thấy nó cũng ổn rồi đó mọi người. Và đây là thành quả của em nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của em ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người thích video này của em thì mọi người hãy đăng ký kênh coi như là ủng hộ em để em có thể là có động lực để ra thêm video nữa nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.